Xin chào các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay thì mình lại quay cái ao sen mini nhà mình. Đây là những cây sen nghìn cánh các bạn. Lúc này như các bạn đang quan sát đây, hôm nay do cái thời tiết nó mát mẻ, lúc này lá sen nó to rất là khủng các bạn. Mình sẽ quay gần cho các bạn xem này. Những cái lá sen rất là to, nụ hoa cũng đang mọc lên rất là nhiều. Đây là một cái lụ sắp lở đây các bạn. Mai ngày kia nói chung là ngày tuần rồi, lại có những cái bông hoa sen này cắm rất là tuyệt vời. Đây, nó sắp lở rồi đây các bạn này. Nay thì mình sẽ làm cho nó lở để các bạn xem. Thì đối với cái hoa sen nghìn cánh này và một số sen khác nhiều cánh thì chúng ta phải hỗ trợ cho nó lở các bạn. Đây, chúng ta phải hỗ trợ cho nó lở bằng cách chúng ta dùng tay chúng ta vuốt nhẹ như này. Các bạn làm nhẹ nhàng nhé. Thì chúng ta làm mạnh là nó sẽ bị dập lát, nó dập là xong nó sẽ thâm cánh. Đây là sen nghìn cánh, cánh nó nhiều các bạn. Trong quá trình trồng là hoa nó không tự lở đâu các bạn nhé, mà nó có lở được thì cũng rất là xấu, nên là chúng ta phải can thiệp và hỗ trợ cho nó lở các bạn. Các bạn là thật nhẹ nhàng thôi, nếu chúng ta làm mạnh thì cái cánh sen nó bị gấp ở chỗ nào là xong ngày mai là nó sẽ bị thâm ở chỗ đó. Năm nay sen nhà mình cũng cứ lở liên tục với các bạn. Tại vừa rồi cũng lở rất là nhiều. Nói chung lở đâu thì mình cắt mình cắm ở đây thôi. Bởi vì trồng ở cái ao mini này nó cũng không diện tích nó không lớn các bạn, không trồng được nhiều. Mình không có một cái khoảng không nào rộng có thì mình trồng một cái ruộng hoa sen này. Nói chung là hoa lở sẽ rất là đẹp. Thì khi cái lụ hoa nó căng thì chúng ta hỗ trợ cho nó lở các bạn. Hỗ trợ cho nó lở thì bông hoa sen của chúng ta nó sẽ lở rất là đẹp. Còn nếu chúng ta không hỗ trợ lở mà gặp nắng là nó sẽ bị thâm các bạn. Nó bị xâm nụ và nó co lại. Bởi vì cái giống sen này nó cần phải có tác động thì nó mới lở được các bạn. Nó không như là cái dòng sen ta của mình, nó có mấy cánh thì nó lở rất là dễ. Mình đã cho lở một bông hoa sen nghìn cánh ở đây các bạn, rất là đẹp các bạn. Hôm nay cây nó rất là tốt, mình cũng bón phân chỉ có một lần thôi các bạn. Đây, lúc này đang có rất là nhiều sâu đây các bạn, sâu nó hình thành liên tục các bạn, rất là nhiều. Mình không để ý là sẽ ăn hết lá các bạn. Đợt trước mình không để ý nó đang thủng rất là nhiều lá rồi. Mấy hôm nay lại thấy lở lứa sâu mới rồi. Mai khả năng thì mình sẽ phun cho nó lượt thuốc các bạn. Phun cho nó lượt thuốc thì nó sẽ đảm bảo hơn. Còn nếu mà mình không phun thuốc thì ngày nào mình cũng đi bắt nó rất là mệt các bạn. Thì thuốc bây giờ nó có rất là nhiều loại thuốc sinh học. Chúng ta phun nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Chúng ta có thể dùng thuốc sinh học chúng ta phun cho hoa sen cũng rất là tốt. Thì thời gian này cây sen nó chưa có bọ trĩ nên là cũng chưa phải phun bọ trĩ các bạn. Một thời gian nữa mà nó có cái con bọ trĩ nó chích hút thì mình phải xịt cái thuốc bọ trĩ, không thì những cây sen của mình nó sẽ bị co quắp hết lá các bạn. Sen thì rất là dễ trồng nhưng mà sâu bệnh thì cũng rất là nhiều. Ở trên cây sen sâu bệnh hại chính vẫn là cái con sâu ăn lá này và cái con bọ trĩ các bạn. Hai con nó thì nói chung là mình trị con sâu thì nó dễ hơn con bọ trĩ. Con bọ trĩ thì mình trị nó dai dẳng hơn các bạn. Nó dai dẳng hơn. Giờ thì mình sẽ quay cho các bạn xem mấy bông nữa. Nó cũng sắp lở rồi các bạn. Mấy hôm rồi mưa nhiều nước quá các bạn. Đây, lá rất là to các bạn này. Lá to như cái lón này các bạn này. Sâu này, đấy, nhìn thấy con sâu ngay. Mới cắt dọn cái bờ ao này các bạn. Dọn nó đi cho nó quang đãng. Đây này, sen của mình nó mọc mãi ở tận bờ bên này các bạn này. Đây còn một bông nữa cũng sắp lở rồi các bạn này. Đây, bông này sắp lở rồi đây. Mai mình cho nó lở các bạn. Hôm nay
chưa cắt nên mình chưa muốn cho nó lở, lở coi như là sợ coi như là đêm nó mưa nó lại dọa hết cánh. Mai thì mình sẽ làm cho nó lở để mình cắt mình cắm vào mùng 1 các bạn. Mình mà có cái ao rộng hoặc là cái khu ruộng rộng thì mình trồng cho một khu thì rất tiếc là cái diện tích để trồng hoa sen nói chung là mình chưa có. Mình đang muốn làm một khu nó rộng rộng một chút, khả năng là mình sẽ trồng ra ngoài ruộng các bạn. Thì đối với sen này nó chỉ thu hoạch có một lần trong năm thôi. Nhưng mà nếu chúng ta trồng một cái diện tích mà nó tương đối rộng thì cái mùa thu hoạch hoa sen này chúng ta cũng thu được một cái khoản tiền khá khá các bạn. Mình thì cái thị trường tiêu thụ nó rất là rộng, mình chỉ sợ mình không có sức mà làm thôi. Rất tiếc là mình chưa có cái khu nào để mình trồng, khả năng là mình sẽ trồng ra ngoài đồng các bạn. Trồng ra ngoài đồng thì diện tích nó sẽ rộng. Đây một cái lụ nữa đây các bạn này. Lụ này thì mai ngày kia thì mình cũng cho nó lở các bạn. Lúc này ao nhà mình chỉ có mấy bông thôi các bạn, bởi vì mình trồng có ít thôi, không có nhiều. Nếu mà trồng nhiều những ngày này cắt đi bán rất là tuyệt vời các bạn. Video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký kênh và nhớ chuông thông báo để đón xem những cái video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.